Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Cuba, sáng ngày 19 tháng 4, theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba và cộng đồng người Việt Nam tại Cuba. Cùng dự có Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà, lãnh đạo các bộ ngành địa phương là thành viên chính thức tháp tùng Chủ tịch Quốc hội cùng hơn 250 cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Cuba. Thay mặt cơ quan đại diện, Đại sứ Lê Văn Tùng báo cáo với Chủ tịch Quốc hội về tình hình hoạt động Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Cuba. Hiện cộng đồng có khoảng 280 người, trong đó 130 người thực hiện các dự án kinh doanh tại Cuba. Kiều bào người Việt Nam định cư tại nước bạn có 19 người. Đại sứ quán phát huy tốt vai trò là cơ quan đại diện nòng cốt, đã trở thành cầu nối tin cậy giữa hai đất nước. Hiện Cuba đang gặp khó khăn nên trao đổi thương mại hai nước có dấu hiệu suy giảm. Tuy nhiên đầu tư cũng là điểm sáng trong quan hệ song phương. Doanh nghiệp Việt Nam đã tiếp cận thị trường, giữ vị trí số 1 trong các quốc gia và vùng lãnh thổ khu vực châu Á Thái Bình Dương có hoạt động đầu tư ở Cuba. Tại cuộc gặp, đại sứ và đại diện một số doanh nghiệp Việt Nam đang có hoạt động đầu tư tại Cuba đã có những chia sẻ về những nỗ lực vượt qua khó khăn, có những thành công nhất định với việc triển khai một số nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng, thức ăn gia súc, năng lượng. Đại diện các doanh nghiệp mong muốn cơ quan chức năng cũng như Ủy ban Liên chính phủ hai nước tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, bày tỏ tin tưởng hợp tác phát triển, góp phần để hai nước sớm đạt mục tiêu 500 triệu đô la Mỹ kim ngạch thương mại song phương. Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ xúc động khi trở lại thăm đất nước Cuba tươi đẹp, gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Cuba, một địa bàn rất xa quê hương ở bên kia bán cầu. Đây là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo Việt Nam đến Cuba kể từ năm 2022 đến nay. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng nhiều lĩnh vực hợp tác giữa hai nước sẽ được thúc đẩy trong thời gian tới, tạo sức lực cho quan hệ hai nước, đồng thời cũng tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Cuba. Chủ tịch Quốc hội mong muốn Đại sứ quán, cộng đồng doanh nghiệp, học sinh, sinh viên Việt Nam tiếp tục quán triệt và nhận thức sâu sắc về mối quan hệ đặc biệt, mẫu mực, thủy chung giữa Việt Nam và Cuba. Thì chúng ta quán triệt và ngày càng thấm nhuần hơn cái mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, mẫu mực thủy chung giữa Việt Nam và Cuba. Đây là cái yếu tố rất là then chốt, rất là quan trọng. Chưa có một nước nào mà ta dùng từ là đoàn kết hữu nghị đặc biệt, rồi là thủy chung và trong sáng. Đảng, nhà nước, nhân dân Cuba đã dành cho chúng ta những cái sự giúp đỡ vô giá, kể cả của cải, kể cả về tinh thần. Trong những năm khói lửa chiến tranh như vậy mà một lãnh tụ duy nhất trên thế giới mà đặt chân đến đất lửa của Quảng Trị, điều đó nó có cái giá trị biểu tượng rất lớn. Và câu nói nổi tiếng của Fidel, vì Việt Nam là Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình, là một minh chứng rất hùng hồn cho cái mối quan hệ này. Nhắc lại nhận định của truyền thông quốc tế rằng Cuba không phải là cường quốc về kinh tế nhưng là cường quốc về lòng nhân ái, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, bạn khó khăn càng phải đoàn kết, gắn bó và sát cánh, tiếp tục gìn giữ và phát huy hơn nữa mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt thủy chung giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội mong muốn các doanh nghiệp đang đầu tư tại Cuba tiếp tục lan tỏa thành công khi tiềm lực dư địa hợp tác của Cuba còn nhiều, nhất là sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp vi sinh thực phẩm. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tiếp tục quan tâm thực hiện nghị quyết số 36 của Ban chấp hành Trung ương về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài và kết luận số 12 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, trong đó có việc dạy và học tiếng Việt cho con em. Quốc hội đang chuẩn bị trình thì kỳ họp thứ năm này xem xét để sửa đổi và thông qua tại một kỳ họp theo thể thức rút gọn là cái luật sửa đổi một số điều của luật xuất nhập cảnh cho người Việt Nam và cho người nước ngoài, theo cái hướng là tạo thuận lợi tối đa về cái visa, tối đa cái visa điện tử chứ không có làm visa theo thể thức thông thường nữa, rồi tăng thêm thời gian lưu trú. Luật về căn cước công dân cũng đang trình đợt này đấy. Một cái luật sửa hai luật nữa là luật về xuất nhập cảnh cho người Việt Nam và cho người nước ngoài qua cảnh tại Việt Nam. Thì trong nước cũng cố gắng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cho cộng đồng người Việt chúng ta đóng góp nhiều nhất cho xây dựng đất nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Cuba tiếp tục đùm bọc lẫn nhau, đoàn kết hơn nữa, kết thành một khối, tuy không lớn nhưng phải mạnh để chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau về tinh thần, khí phách như Cuba. Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội đã trực tiếp trao tượng trưng một số cuốn sách trong tủ sách về thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh
tặng Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cũng như giới thiệu rộng rãi tới bạn bè trong cộng đồng người Việt, bạn bè Cuba và quốc tế về sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.